Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ email của các bạn hay sử dụng để chúng ta có thể là các bạn điền chính xác để chúng ta lấy cái mã xác nhận nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn nhập mật khẩu cho mình. Sau khi các bạn nhập mật khẩu xong thì các bạn điền cái số điện thoại của các bạn thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái quốc gia của chúng ta. Sau khi chọn số điện thoại xong thì cái phần này là cái phần mã mời. À, nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn để nguyên cái mã mời. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào phần đăng ký ngay cho mình. Rồi, nó hiện cái chữ thành công như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công và đến cái bước tiếp theo nó yêu cầu chúng ta nhập cái à, mã code mà gửi về địa chỉ email gồm 4 chữ số. Nếu như các bạn vào cái hộp thư chính của bạn không có thì các bạn vào cái hộp thư phụ nhé. Thì các bạn bấm vào hai gạch này, bấm vào cái phần mà thư giác nhé đây rồi nhé các bạn đã thấy cái cái thư ở đây và nó có gồm bốn chữ số ở đây 2543 này đó các bạn nhập vào như vậy là đã được rồi nhé thì ở đây nó sẽ hiện cái cụm từ bí mật tất cả cái ví nào cũng đều cứ sử dụng cái cụm từ bí mật nhé thì các bạn lưu lại cho mình cái cụm từ bí mật này sau đó rồi các bạn nhấn vào đây đó, tôi đã lưu cụm từ 12 cái cụm từ ở đây rồi sau đó thì các bạn nhập lần lượt thứ tự từng cái cụm từ theo đúng như cái ảnh ban đầu mà các bạn đã lưu lại rồi sau khi các bạn nhập xong đủ thì các bạn chờ nó nát rồi như vậy là đã đăng ký cái ví này thành công rồi nhé thì uh, sau khi các bạn đăng ký vào ví thành công thì các bạn sẽ có ngay là cái số dư tài khoản của bạn là 0 0047 đồng BTC à, là à, sắp xỉ là 90 đô, đô la nhé thì các bạn kéo lên thì các bạn sẽ thấy là cái các bạn sẽ thấy cái đồng uh, KRPT là 100 cái đồng này thì sắp xỉ là 90 USD nha các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. À, nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé à, các bạn thân mến thì ở cái video này à, thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo cực kỳ là ngon đến từ cái ví C à, Wallet thì ở trước thì các bạn đã bỏ qua, bỏ lỡ mất cái kèo cái đồng ET ở cái sàn SuperX thì những cái kèo này thì các bạn cũng đừng bỏ qua cái kèo này. Thì cái kèo này thì các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn mỗi người đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ nhận được 100 cái đồng KRPT. Thì đây là cái đồng cái đồng coi của cái ví này khi mà bạn đăng ký thì các bạn uh, thực hiện uh, cái uh, nhập các cái mã bí mật xong thì các bạn sẽ có ngay trong cái tài khoản của các bạn là 100 uh, cái đồng uh, KRPT này sắp xỉ là 90 đô la nhé đó cực kỳ là ngon rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản cũng như là mình sẽ giới thiệu qua một số những cái uh, chức năng của cái ví này rồi sau khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ có ngay trên ví là 100 cái đồng uh, token KRPT sắp xỉ 90 đô uh, la nhé. Thì uh, cái ví này thì nó cũng là một cái ví uh, tiền điện tử và nó cho chúng ta uh, chuyển nạp rút các cái đồng coi trong này. Thì cái ví này thì nó cũng giống như các cái ví chút wallet hoặc là ví Metamask thôi. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần đó là chúng ta sẽ liên kết với cái ví uh, C-Wallet với ví chút wallet nhé. Thì cái này thì uh, các bạn có thể tìm hiểu thì khi các bạn kích vào đây thì nó sẽ cho chúng ta liên kết đến cái ví chút wallet thì các bạn nhập cái cụm 12 cái bí mật của cái ví chuột wallet của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ liên kết giữa hai cái ví ví chút wallet và ví se nó cũng giống như chúng ta liên kết cái ví metamask với ví chuột wallet vậy thì cái bạn nào mà đã liên kết hai cái ví chuột wallet với ví metamask thì các các bạn cũng hình dung được cái phần chức năng này thì cái này thì nó cũng không cần thiết lắm thì uh, cái này thì các bạn cứ tự tìm hiểu sau nhé uh, tiếp đến thì đến đến cái phần mà market thì các bạn uh, cái phần market này thì nó cũng như là một cái phần uh, sàn giao dịch tiền uh, điện tử thì ở đây thì nó có các cái tất cả các cái đồng coi uh, tốt ở đây Đó, các bạn kích ra thì các bạn sẽ thấy được cái biểu đồ cũng như là cái phần uh, thị trường của nó dao uh, động ở đây rồi tiếp theo đến cái phần mà uh, discover thì đây là cái phần mà chính là cái phần đầu tư à, khi mà các bạn đầu tư vào cái đồng bằng cái đồng USDT thì các bạn sẽ lấy cái lợi nhuận từ 300 đến 500 phần trăm thì cái này thì các bạn cũng tự tìm hiểu nhé bởi vì cái phần này thì nó là thuộc vào cái phần đầu tư cho nên là mình không giới thiệu với các bạn các bạn tự tìm hiểu nhé rồi đến cái phần trẻ cá nhân nhé thông tin cá nhân của của, của mình thì để mà, mà tuyển người giới thiệu ấy thì các bạn copy cái mã mời của các bạn ở đây À, các bạn mời bạn bè hoặc là các bạn có thể kích vào đây chúng ta lấy cái link uh, đi uh, giới thiệu bạn bè và các bạn sẽ nhận lên đến 50 phần trăm từ tất cả các giao dịch của tiến dưới của các bạn khi mà các bạn uh, tiến dưới của các bạn thực hiện cái giao dịch ở trên cái ví uh, cái ví sàn này thì hiện tại thì các bạn uh, cái kèo này thì nó vẫn là còn đang cái phân phối và đang uh, thực hiện cái chương trình ARUB tặng thưởng cái phần phần thưởng mà kéo cái người tham gia vào cái ví sàn này à, cho nên hiện tại thì cái đồng này thì các bạn chưa thể rút cũng như là chưa thể giao dịch được à, trong thời gian tới thì cái đồng này nó cho chúng ta giao dịch hoặc là cho chúng ta uh, swap sang các cái đồng coi khác thì mình sẽ cập nhật thông tin với các bạn ở cái video lần sau vì đây là một cái chương trình tặng miễn phí cho nên là các bạn cũng uh, À, chúng ta lên tham gia để chúng ta có thể là tạo nhiều cái ví chúng ta cũng có thể là nhận thêm từ cái dự án này rồi cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây nhé cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình